Xin chào các bạn, mình là Dino. Mình vừa kết thúc xong một cái khóa học là xây dựng thương hiệu cá nhân bằng điện thoại. Tưởng chừng nói chuyện chiếc ống kính là một việc dễ dàng, nhưng thực chất nó là một việc rất là khó. Hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả Dino, sẽ gặp một cái khó khăn, đó là không biết nói gì trước ống kính và làm sao để nói trước ống kính. Hay đại loại là chúng ta đưa ra rất nhiều lý do để chúng ta có thể nói chuyện trước ống kính, ví dụ như là cần phải điển trai này, hay cần phải chỉnh chu này, hay cần phải trau chuốt từng lời nói, hoặc là giọng địa phương này, hay là phải thuộc lòng những cái nội dung mà mình đưa ra. Nhưng thực chất là xây dựng thương hiệu cá nhân trên điện thoại, đó là mình ghi lại những khoảnh khắc, những cái điều mình muốn nói một cách tự nhiên nhất đối với mọi người, đối với công chúng. Mình có những gì hay thì mình có thể mình chia sẻ, hoặc mình có những gì dở thì mình có thể mình chỉnh sửa. Nhưng theo lời khuyên của mình là tốt nhất là chúng ta nên tìm đến những cái sự tích cực, những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống để chia sẻ cho nhau, để cuộc sống này thêm vui và thêm nhiều những điều ý nghĩa. Đúng không, Jamie? Yeah. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Ok, cùng Dino xây dựng thương hiệu cá nhân giúp ích cho cộng đồng. Bye bye.